Nhăng là mình trốn bỏ chính nhăng một chút là đây mọi người ơi, bắt đầu lấy quế nhá. Đấy, cao quá mọi người ạ. Đây, lấy được một dè rồi nhé. Còn nữa. Đấy, trên đây còn một cây nữa nhá. Lấy được mấy cây nữa rồi nhá. Đấy nhá mọi người ơi, quế xuống rồi nhá. Đấy, một cái cây lấy được một đống luôn, nhưng mà không được đẹp lắm mọi người ạ. Mọi người ơi, trên cây này có hai cây quế rất là đẹp nhá. Là cây quế xết châu nhá, nghe đẹp, đang trèo lên nhá. Đây mọi người ơi, lấy xong rồi nhá. Mọi người thấy không? Lột cả cái vỏ cây nhá. Ngoài này ấy, lột luôn cả cái vỏ nhá. Là quế nhăng hay sao ấy? Nhưng mà không biết có nhăng đẹp hay không. Bắt đầu xuống rồi nhá. Hai cây rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đấy, một cây cực kỳ là xét luôn. Đấy. Đấy, bắt đầu lên đoán nha. Quế nhăng xuống rồi nha. Có nhăng mấy lá nhá. Không có nhăng hết, không nhăng đẹp. Phát triển nhúng à. Nhăng thả lốt à. Rồi, quế nhăng nha mọi người ơi. Rất là đẹp luôn, không rớt lá luôn nha. Đồ má, quế nhăng chính hãng rồi. Rất là đẹp luôn. Trời ơi. Số mình cũng rất là may nha. Nhăng là mình trốn bỏ chính nhăng một chút là. Cái chờ cái nhăng là hả chị? Ờ, ta chỗ phủ nó khỏi nhăng con ạ. Đây nhá, quế nhăng nhá. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, cái lưỡi quế xít.
quế trâu thì nhăng như này thôi. Còn muốn nhăng mạnh hơn thì phải quế lướt nó mới nhăng mạnh này. Đấy. Cây rất là đẹp luôn. Lại còn nhăng nữa này. Đẹp lắm mọi người ơi. Ây trời. Đúng bài luôn. Siêu bự luôn. Wow, rất là đẹp. Đây một cây nữa nha, hai cây sát nhau luôn, sao mà sao cây này không nhăng ta. Cái hụt tình một khá là bó xe, khá là bó bó kìa. Kiểu đăng 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 à. Kiểu thật bên thân đặt tại. Ôi, đèn lắm. Dù bế tả hư nó bụt tù hư nó bụt tù nế xa dễ dàng thu xa dễ dàng thật tốt lắm. Mấy tử chính là cái nắng lòng thật lâu lắm không nè. Cái này thì trồng thì càng ngày càng nhăng rồi. Đẹp lắm mọi người ở quế nhăng nha. Nhăng xưa. Nhìn nha mọi người ơi. Cái quế nhăng nhá. Rất chí là đẹp luôn. Thấy mọi người thấy chưa? Dây gốc thì không nhăng mấy đâu. Càng lên càng nhăng nhá. Đấy mọi người thấy chưa? Lá ở trên cùng này. Đấy. Rất chi là nhăng mạnh luôn nhá. Cực kỳ là đẹp luôn mọi người ơi. Cực kỳ là xét nhá. Lá rất là to. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mọi người thấy không? Đẹp chưa? Quế nhăng. Đấy, có một cây nhá. Cây này rất là đẹp, dày lắm nhá. 40 phân nhá. Cây này khoảng 40 phân. Rất chỉ là đẹp luôn. Đấy. Quế này. Quế nhăng đây này. Đẹp lắm cây này. Cực kỳ đẹp luôn.